thức để mà chúng ta quán thân trên thân. Đó, nếu mà tập luôn lúc nào chúng ta cũng tập để mà chú ý được quán cái thân hành của chúng ta như vậy thì làm sao mà chúng ta tu tập không được. Nó có cái phương pháp nhưng mà nó không bị trụ vào cái chỗ nào ở trên thân chúng ta, nó không có cái điểm trụ mà nó chỉ lúc lắc qua lại. Nó giống như pháp thân hành niệm nhưng nó không tác ý nữa, nó không có tác ý từng hành động. Cho nên từ cái pháp tứ niệm xứ này nó cũng vẫn đủ cho mấy con đủ thần lực, bởi vì nó gần như là thân hành niệm rồi. Có bây giờ mấy con ngồi nè, ngồi trên cái ghế như thầy này. Đó, bây giờ cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô nè, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít ra. Thì mấy con hít vô nè, mấy con thấy nó từ ở dưới, mấy con thấy nó sự rung động của nó chứ không phải là cái hơi thở luồn vô trong này. Mà khi mà ngồi mà thở như vậy để nhìn được cái thân quán từ trên đầu tới dưới chân nó thì nó thấy nó rất là tỉnh táo. Nó rất là tỉnh táo chứ nó không có phải còn mờ mịt một chút nào hết. Nhưng cái sức của chúng ta tu như thế nào? Phải nói chứ, phải nói được cái thời gian của nó chứ. Bây giờ cái sức của mấy con tu 10 phút thì mấy con tu 10 phút, đừng có tu 20 phút. Tu 20 phút sau khi mấy con tăng lên mà 20 phút mấy con sẽ thấy nó bị có những nhận niệm khác liền tức khắc. Cái sức của mấy con thấy mấy con tu quán cái thân của mình như vậy để tập cho nó quy vào. Khi mấy con nói quán trên thân, quán thân, tâm phải quy vô quán cái thân nè, thì lúc bây giờ có thấy như là ở trên cái đầu mình nó cục, nó nhìn xuống đó. Có ai không? Nó có cái dạng như là nó nhìn, nó ngó vô. Nhưng mà mình nhìn ra ngoài chứ mình không có ngó vô, bởi vì mình dùng con mắt mà mình nhìn nó thì nó dễ. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến thị giác thần kinh của mình, nó làm cho mình bị mỏi con mắt. Còn mình cảm nhận nó không có mỏi mắt. Cho nên Đức Phật không dạy chúng ta nhìn mà dạy chúng ta cảm nhận, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi quá. Đức Phật có kinh nghiệm rồi. Chứ bây giờ thấy ví dụ như thầy nhìn nè, thì ngó xuống thì nhìn nè, tức là ở trên từ mặt thầy nè, thầy thấy xuống nè, nó như là cái ngọn đèn nó pha trên cái thân của thầy. Cái mắt của thầy nhìn nó giống như cái ngọn đèn nó pha, cái biết của thầy trên mắt nó sẽ thấy biết cái thân của nó như vậy. Nó ngồi im như thế này thì nó nhìn xuống thì nó nhìn từ trên đầu, nó không cần phải chạy tới chạy lui vậy, nó cũng vẫn thấy từ ở trên này nó thấy cái chân. Mà cái nhìn nó sẽ, nếu mà chúng ta nháy mắt thì nó có một khoảng cách, nó làm cho chúng ta bị đoạn dứt cái khoảng mà nhìn thân. Cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực mà thực hiện được tứ niệm xứ thì nó nhanh lắm mấy con, nó không khó. Còn nếu mà chúng ta quán sai, chúng ta cứ quán một lúc dài lúc khác thì chúng ta nên dẹp tu ngay từ ngay cái pháp xả tâm vô lượng. Mà xả tâm vô lượng thì như mặc hạnh, nó chẳng biết cái gì hết, nhưng mà nó điều kiện nó chỉ biết xả, mà nó cũng không biết bài dở hay nữa. Nó chỉ biết rằng khi ngồi lại thì tất cả mọi cái tâm niệm mà khởi lên trong tâm nó, nhớ chuyện đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, tiếp duyên người này kia, thì nó chỉ biết đây là dục, đây là ác pháp, đây là khổ đau, đây là đem đến những cái sự đau khổ, không có chấp nhận. Ở đây là thanh thản an lạc của sự thôi, chỉ tắt ý đuổi đi như vậy rồi im lặng. Thì lúc bây giờ nó cảm nhận thấy được thân của nó, nó cảm nhận thấy được thân, tự nhiên cảm nhận thấy cái sự rung động của thân, thấy cái hơi thở nhẹ nhàng mà không trụ hơi thở, thì chỉ cảm nhận. Mà một lúc đó thì có một niệm khác đến thì nó sẽ đuổi, nó cứ tập như vậy chứ nó không tập khác hơn. Thì thầy mong rằng mấy con nếu mà quán thân mà không được thì mấy con trở về tâm xả, xả vô lượng tâm, trong tứ vô lượng tâm thì lấy tâm xả mà xả.